À, xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao GBL. Tiếp tục lại là những đơn hàng lên đường gửi tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc đã yêu quý em Cao và đặt lòng tin em Cao để mua sắm những thiết bị ít hò tại kênh Cao GBL Hoàng Mai. Một lần nữa xin cảm ơn chú Tuấn ở tại Biên Hòa, Đồng Nai, Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai đã ủng hộ em Cao. Đó là một cấu hình 712 full shop và một con power shop M30D. Hiện chú có giới thiệu rằng chú đang sở hữu một con rồi và chú mua thêm một con nữa, thì các bác biết được rằng đây cũng là một cái người ông chú rất yêu văn nghệ, gọi là cũng vào cái dạng nghiện ngập rồi. Bác nha, cho em một chất âm power shop, tuy rằng con này công suất trung bình không quá cao nhưng mà cũng đủ để chơi đôi full 712 này. Đó. Tình trạng thì không phải xem nhiều nữa và đã là full xúc sách rồi con nhá. Một chất thép kim cương và một chất thép cực kỳ mê hoặc lòng người, đó là 712 full 30 và lanh canh kinh khủng luôn khi nó được kết hợp với những cục công suất hàng đầu thế giới thì phải nói là vắt kiệt luôn, không còn đồng nào quá nhá. Gọi là các bác hay chia nói là chơi hết tiền đấy, thì đây là một cái chất âm hết tiền luôn, đưa ra hết sạch tiền cho các bác quá nhá. Đó, power shop M30D công suất trung bình, công suất 900W ở 8 ohm và 1500W ở 4 ohm. Hàng em Cao luôn là xuất sắc các bác nhá, kể cả hàng bãi, còn đây thì nó là full shop rồi. Thì lúc đó em vẫn còn ở những cặp full shop để chờ đón những khách hàng thân yêu, còn 1-2 cặp nữa là lại hết lô này full shop các bác nhá. Như trước mắt các bác đây thì có một cặp bãi Make in USA các bác nhá, USA toàn tập luôn. Đó, các bác nào quan tâm thì alo em Cao. Còn đây là mới cứng cứng cưng full shop Make in Mexico, thích đây loại nào thì tùy các bác thôi nhá. Cho nên một lần nữa em chỉ qua một chút và xin cảm ơn tất cả các bác, các chú rất nhiều, và chúng ta sẽ nghe thêm một đoạn nhạc nữa, và em xin đóng gói để gửi chú Tuấn. Xin cảm ơn chú rất là nhiều lần đầu tiên, và chú cũng đã chuyển khoản gần như hết cho em Cao. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác, các chú vào một clip mới các bác nhé. Các bác hãy nghe thêm một đoạn nhạc nữa. Cuối cùng, xin cảm ơn tất cả bác rất nhiều. Và các bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh Cao GBL Hoàng Mai. Và đừng quên trước khi rời váy thì các bác hãy cho em Cao xin một like. Và sau đây là một đoạn của clip hàng lên đường. Xin chào và hẹn gặp lại các bác các chú. Trước khi hàng được đóng gói để quay cho ông chú biết nắm được hàng của mình không một vết,
hàng bắt đầu vào kiện. Hàng đi 712 panel shop 30D M30D cho chú Tuấn Biên Hòa Đồng Nai các bác nhé. Đóng gọn hết cả hầm thùng rồi, ok em. Đây nhá. Vâng.